mục thứ nhất của bên người Thái thì người ta hát hơi bị nhiều quá. Còn cái tiết mục thứ hai thì hay ạ. Đây là lần đầu tiên là tôi được xem múa rối của Thái Lan và tôi rất ấn tượng. Ấn tượng từ âm thanh đến ánh sáng rất là hoành tráng, cái màu sắc trên sân khấu rất là lộng lẫy. Việt Nam chúng ta rất là vinh dự là có một cái nghệ thuật đặc biệt và đặc sắc và chỉ duy nhất có đó là múa rối nước. Năm nay thì người hát múa rối lại tham gia cái vở Chơi Khóc này, lại là lấy múa rối nước để dựng cái vở này. Thế là đây là một cái điều rất là đặc sắc, rất đặc biệt trong cái kỳ liên hoan này.